Xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình Today TV. Thành được rất là vui và hạnh phúc khi biết rằng bộ phim Đôi mắt của trái tim phát sóng lúc 19 giờ trên kênh Today TV đang được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Sau những tập đã phát sóng, chắc hẳn rằng quý vị cũng hiểu được phần nào về mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Thái Du, Hồ Kha và Hạnh. Mặc cảm trước cô gái mình đã gây ra tai nạn, Kha quyết định tìm đến với Hạnh và mong muốn có thể chuộc lại lỗi lầm. Nhưng anh không ngờ rằng Chính hành động đó đã khiến trái tim anh lỗi nhịp trước cô nghệ sĩ Dương Cầm Tài Ba và quyết định chia tay với Du vì hôn thê của mình. Liệu Du sẽ làm gì để có thể vượt qua cú sốc mà Kha đã gây ra cho cô? Thành được xin mời quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo đầy hấp dẫn, đầy kịch tính của bộ phim Đôi mắt của trái tim phát sóng trên khung giờ vàng phim Việt lúc 19 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Today TV.